Hôm qua mẹ dặn con một việc, con ở nhà con không làm được đúng không? Con lại để bố uống rượu rồi đúng không? Con đừng có xem, bố đi ra ngoài rồi, không sợ đâu, nói đi. Uống rượu rồi đúng không? Ồ, lại say rồi đúng không? Say rồi nằm vậy hả? Ôi, mất mặt quá đúng không? Ồ, say rồi chạy đi nôn đúng không? Nôn như nào con chỉ mọi người xem nè. Nôn như nào con? Ồ, nôn vậy hả? Mất mặt quá mà đúng không? Ăn xong một suốt ngày say xỉn nôn. Rồi xong sao nữa con? Xong sao? Ồ, dự tường đi đi vào hả? Lần sau con ở nhà con phải trông cho kỹ nha, không được bố rượu nữa nhớ chưa? Đi đâu đấy? Hả? Bố nhốt con vào trong nhà rồi bố uống rượu. Rồi nhốt con vào để đi uống rượu. Để mẹ về mẹ xử lý bố nha. Dám nhốt con vào trong nhà đúng không?